Các bạn ơi, hôm nay thì có một người đã đi lên trên đây và đã phát hiện ra mấy con rắn ở khu vực này và đã nhờ người nhẹ mình lên trên đây để tìm kiếm và bắt con rắn. Đấy, xung quanh chưa thấy con nào, biết là nó đã đi rồi. Cái mũ này nóng quá các bạn. Khá nóng. Không biết là rắn gì, nhưng mà may, rất may là người thân không bị cắn và đã chạy thoát và về thông báo với mình. Đấy. Mình lên đây mình tìm, nhưng mà có lẽ là đường núi đi lên đây là hơi xa nên là có thể là. Ui. Ui. Cái gì đây? Ồ, không phải. Có tiếng phì phì đâu nhỉ? Cái gốc lá này nhỉ? Ồ. Oh my god. Ồ. Một con đang cộm khoanh ở trong đây rồi. Ui, lao ra đuổi mình luôn. Vừa rồi thì người dân có gọi cho mình và thông báo ở trên đây là có phát hiện ra mấy con rắn. Người dân đi lấy củi ở đây trên đây và đi xuống và vô tình tí nó dẫm vào phải nó, giật mình là đã bỏ chạy rồi. Đấy, và hiện tại là mình đã phát hiện ra một con này. Có lẽ là phải còn mấy con ở trong đây nữa. Đấy, thì người dân bảo thấy phát hiện nhưng là nó đang phơi nắng ở khu vực này. Ui, ô con này kinh thế, đen xì luôn đây. Ui cái bành của nó này, dã man con gan luôn, hú hồn luôn. Wow, oh my god, con có quá, ô đuổi mình luôn, rất là nguy hiểm. Đây là gồm các bành nhá các bạn nhá. Wow, đấy, nó hình đớp người ngay. Ui phun cam vào nó nóng luôn. May mà mặc quần áo Superman nên là không biết có kháng được độc hay không. Đây là độc rắn rất là độc nha các bạn nhé. Nhìn thấy nó thì tốt nhất là nên tránh xa. Đấy. Nhìn khu vực này có cái gì đây? Cái vảy gì đây? Wow, sát rắn lột mới tinh luôn, sát rắn lột. Con này vừa mới lột thôi. Con này rất là to, con kia vẫn chưa lột. Vậy là người ta nói là ở đây đúng rồi. Đấy, vậy là phải có mấy con ở khu vực này. Wow, đây không biết là bao nhiêu con nó lột xác ở đám này. Sao nó lại tét tè le hay là bị con quái thú nào nó ăn thịt rồi. Mình thấy kiểu này hình như là bị một con gì đó nó tha rồi. Hình như là bị con gì ăn thịt nó cắn rồi. Nó để lại ra thôi mọi người ạ. Chắc là ăn thịt với con hổ mang rồi. Đây hình như là đây chuẩn là cũng là xác hổ mang nhé các bạn nhé. Wow, đây nào. Vết thương đi đâu đi. Vết thương đâu đi. Vết thương của con này đâu nhỉ. Ui. Ui. Đây rồi. Đây một con nữa. Wow. Ui, con này nó ở trên cao thế này. Ui, hàng của nó đây các bạn này. Hàng của nó đây rồi. Đây này. Hàng của nó đây rồi. Chắc định chui vào hang rồi. Wow. Ui, ui. Mù ngay. Wow. Ồ, thế là mình đã phát hiện ra một đôi đây nhá. Đây trong chắc trong cái hang lỗ là hang này rồi. Ồ, con này trên đây nó tự nhiên. Ui. Wow, nó thượng lên đây. Con này hình như cũng đang lột xác này. Chắc vừa rồi mấy hôm vừa rồi mưa là bị ở mưa đây này. Không lột được xác. Hay là hình như con này vừa đánh nhau với con gì rồi. Ồ, không phải, con này là chắc hình như bị con cầy hay con gì nó cắn rồi.
Này, người xuất rất là nhiều luôn. Đấy, người xuất rất là nhiều luôn. Chắc là bị cầy cắn. Chắc là chạy thoát được lên trên đây. Đấy, xong là mình lên đây là động là cuối cùng lao được lên trên đây. Con này hình như bị cầy cắn rồi kìa. Bục hết cả người. Này. Ồ, thế nào vừa mình thấy xác ở dưới đây là bị bong xác ra đây đúng rồi. Này, mọi người này. Người gặm nó xuất xác hết ra rồi. Con này hình như bị vầy này, đất cát. Chắc là con này quằn người trong may là thoát chết đây. Oh my god. Wow, hổ mang. Wow, ui ôi, ui ôi, ui ôi. Ui. Con hổ mang. Con này 100% là bị cắn mấy phát rồi. Bục hết cả người. Da xuất hết ra rồi nhưng mà may đã thoát chết. Bây giờ mình sẽ tìm cách và thu phục hai con này. Oh my god, đâu con kia đâu mất rồi. Lên rừng vào cái khu, vào những cái hôm ngày nắng này thì là rất hay gặp những cái con rắn nó hay phơi nắng, cái mùa này hay phơi nắng là để nó lột đấy các bạn nhé. Nên là các bạn đi rừng thì phải thật là cẩn thận. Oh my god, wow, con mổ mình luôn. Wow, con này bị cắn tục cả ruột luôn. Vâng, ui, hổ mang luôn. Không được một cái các bạn ạ. Không biết là còn con nào nữa không thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại là bây giờ mình đã phát hiện ra được hai con rắn hổ mang rất là nguy hiểm. Đấy, con này 100% là đã giao chiến với một con cầy hay con gì rồi, hoặc là báo mèo hay con gì rồi. Nó cắn này, đây mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, vết mà nó bị cắn này. Này, mọi người này, buộc cả ruột luôn này. Đấy, mọi người thấy chưa, cắt rách cả người luôn nhá. Đấy, nó giao chiến với cái con thú gì rất là hung dữ này. Đấy mọi người này, da của nó này. Bị bục này, cắn bục cả xương ra này. Thấy chưa? Này, và nó chiến đấu, chắc là chiến đấu quằn mình ở khu vực này rất là nhiều luôn này. Xác, đây là 100% là xác của nó luôn. Đấy, con kia là nhanh nhẹn hơn, con này chắc là đang lột. Bởi vì các bọn hổ mang này, khi đang lột này là cái mắt của nó là bị mờ mắt. Nên là nó sẽ không nhìn được, nó sẽ chậm chạp và nó nhìn sẽ kém tư hướng hơn. Đấy, thì mình đã bắt hai con này. Qua. Nhưng mà trên kia vẫn còn cái lỗ hang nữa, không biết còn con nào ở trên đấy không biết. Đây. Ôi giời, rất là may mắn luôn. Đấy mọi người nhá. Thì Superman hôm nay là đã giúp người dân và bắt được hai con rắn rất là nguy hiểm này. Thì hai con rắn này thì mình sẽ phải bắt đi và mang di chuyển đi chỗ khác, hoặc là phải thịt con này luôn nhá mọi người nhá. Thì bây giờ tìm cái. Ôi chết rồi. Hôm nay Superman đi mà quên không mang túi. Không mang túi đâu. Hốt hoảng quá, không mang túi đâu. Nên bây giờ có khi phải nhả tơ ra để giữ hai con rắn này. Với clip này mình sẽ kết thúc đây nhá. Và tí mình tìm xung quanh xem thử có thấy con gì không thì Superman sẽ lại tiếp tục quay tiếp cho mọi người xem nhá. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá.